Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng người và phương tiện đi lại tăng cao. Để bảo đảm an toàn và hạn chế tai nạn, Trạm Cảnh sát Giao thông quốc lộ 1A đoạn qua Thanh Hóa đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, sẵn sàng phương án giải tỏa khi có ùn tắc giao thông. Những ngày qua, lượng xe cộ trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận Thanh Hóa tăng cao, thường xuất hiện tình trạng ùn ứ tại một số điểm nóng. Để kịp thời ứng phó với các tình huống, Công an Thanh Hóa đã bố trí 4 tổ công tác kết hợp tuần tra, kiểm soát trên tuyến. Đã tăng cường bố trí tối đa cái lực lượng tuần lưu, tăng cường cái công tác tuần lưu trên tuyến, đặc biệt là tập trung vào những cái trọng điểm, những cái điểm mà thường xảy ra cái ùn ứ giao thông, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân gây ra cái tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Dự báo từ nay đến hết tháng Giêng, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tiếp tục tăng do phong tục đi du xuân, lễ chùa đầu năm, kéo theo đó là nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Vì vậy, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì lực lượng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phương này. Trước tình trạng xe chở hàng hóa xuất khẩu, chủ yếu là hoa quả tươi, liên tục tăng những ngày qua, trong khi hiệu suất thông quan qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn lại rất thấp. Hôm nay, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã ra thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 16 tháng 2 cho đến hết ngày 25 tháng 2, theo các cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày chỉ giải phóng được khoảng từ 70 đến 90 xe hàng, trong khi đó lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu có xu hướng tăng, trung bình đạt từ 160 đến 180 xe mỗi ngày, dự báo sẽ gây ùn ứ lớn tại các bến bãi trong thời gian tới. Hiện tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại 3 khu vực của cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là trên 1.600 xe, trong đó 85% tổng số xe là hoa quả tươi. Trước diễn biến của thị trường xăng dầu trong cả nước có nhiều biến động phức tạp, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã và đang tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra thực tế tại các cửa hàng trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Thái Nguyên, Đắk Nông, có tình trạng các cây xăng tạm đóng cửa, không bán xăng dầu với lý do nguồn cung xăng dầu bị đứt đoạn nên không đủ nguồn hàng cung cấp cho các đại lý cửa hàng. Tuy nhiên, một số cửa hàng đã có hành vi ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước. Lực lượng quản lý thị trường cũng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật đến các cơ sở kinh doanh nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản, bất động sản, phục vụ yêu cầu điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn số 394 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị ra soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản, bất động sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đối với vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can, trong đó có Nguyễn Ngọc Hai, sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. 5 bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.